những nhà thám hiểm tài ba. Xin chào. Nhấn đây để đăng ký kênh nha. Những nhà thám hiểm tài ba, tập 15, Strontiomimus buồn ngủ. Binh, cẩn thận đó, đừng để bị đụng đầu nữa. Nhưng mà mình buồn ngủ lắm. Binh à, cậu không sao chứ? Chắc là mình phải rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo mới được. Hay là lúc Binh rửa mặt, tụi mình đi kiếm cái gì ăn đi ha. Mới thám hiểm một chút thôi mà. Mình lo là Binh đói á. Binh, bụng cậu có kêu ầu bầu không? Thật là hết biết với cậu luôn. Wow. Wow, Binh ơi coi nè, là bánh bao hình trứng khủng long đó. Binh, xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt mình có thứ gì kỳ lắm chà, không có ra. Binh ơi, đó là quần thâm mắt đó. Nếu ngày nào mà giáo sư thức khuya nghiên cứu không ngủ thì cũng có quần thâm mắt đó. Không phải chứ, gương mặt đẹp trai của mình mà có quần thâm mắt sao? Ăn no ngủ đủ thì quần thâm mắt sẽ biến mất thôi. Ngon quá đi. Mình hết buồn ngủ rồi. Mình muốn ăn nữa. Coi kìa, anh chắc chắn đó là trứng ăn trộm. Cứ vậy lỡ như trứng của tụi mình cũng bị trộm phải làm sao? Mau nghĩ cách bắt chúng rời khỏi đây đi. Bina, cậu ăn nhiều quá rồi đó. Bụng của cậu căng phòng lên rồi kìa. Đây là trứng ngon nhất trên đời, mình không thể ngừng ăn được. Hey. Binh à, cậu còn ăn nữa là đau bụng đó. Chút nữa tụi mình ăn tiếp. Vicky, chà bánh vô hộp nè. Hey. Khủng long kìa. Không chịu đâu, đó là đồ ăn để chút nữa mình ăn mà. Đuổi theo mau. Không thấy dấu vết nào hết trơn, tụi mình quay về thôi. Sao Binh vẫn chưa tới? Giờ nhìn cậu như cánh cục vậy. Đôi mắt thì như gấu trúc. Bộ hồi nãy mình ăn nhiều quá rồi. Giờ mình ổn hơn rồi. Xin lỗi nha. Tụi mình thử đi dọc bờ sông hồi nãy coi sao. Được thôi, quay lại cuộc thám hiểm nào. Ở đây có nhiều cành cây quá đi. Đi qua vướng quá à. Đúng đó, đi qua con đường này khó khăn thường. Con đường này không là gì với những nhà thám hiểm vĩ đại đâu. Wow, trứng khủng long nè. Các cậu mau đi, mình phát hiện nhiều trứng khủng long lắm. Wow, thật sao? Là trứng của loài khủng long nào vậy ta? Nè, các cậu đang làm gì đó? Không phải là tính ăn trứng của tụi này đó chứ? Các cậu là mấy con khủng long hồi nãy đây mà. Đúng vậy, tụi mình muốn dụ các cậu ra xa. Không ngờ các cậu lại tìm tới tận ổ luôn. Xin các cậu đó, đừng ăn mất trứng quý giá của tụi mình mà. Ăn trứng là sao chứ? Tụi tôi không có ăn trứng của hai cậu đâu mà. Đúng đó, đừng lo nha. Tụi mình là những nhà thám hiểm muốn làm bạn với các cậu. Những nhà thám hiểm sao? Mình không tin đâu. Đây là trứng các cậu ăn hồi nãy nè. Nó không phải trứng đâu, là bánh mì đó. Bánh này ngon lắm luôn. Cậu ấy nói đây là bánh mì sao? Hai người ăn thử là biết ngay. Wow, ngon quá đi. Giáo sư, tụi con phát hiện ra trứng khủng long nè. Còn phát hiện ra Stew và Rusty nữa. Stew và Rusty là ba mẹ của trứng phải không? Đúng vậy, hơn nữa quần thâm mắt của Stew và Rusty còn tệ hơn con. Vậy chắc là Stew và Rusty mệt mỏi lắm hả? Mệt sao? Stew và Rusty là loài khủng long vô cùng nhạy cảm. Đề hai, từ điển bách khoa toàn thư về khủng long. Stew và Rusty là loài Strontiomimus sống ở kỷ phấn trắng muộn tại Bắc Mỹ. Là loài khủng long có vẻ ngoài nhìn giống chim đà điểu, chạy cũng nhanh như đà điểu vậy đó.
Đúng rồi, bọn họ có đôi chân thon dài rắn chắc nên chạy rất nhanh. Hơn nữa do ngón chân trước rất dài cho nên có thể dùng như tay. Wow, vậy nên hồi nãy không phải dùng miệng ngậm bánh mì trứng khủng long mà là dùng tay cầm hả? Tính cảnh giác của họ rất cao, vậy nên cho dù có chút gió thổi cỏ lay thôi cũng khiến họ cực kỳ sợ hãi. Vậy có cách nào có thể giúp Stu và Rusty yên tâm không ạ? Phải ha, hình như là hơi khó à nha. Vậy thì tụi mình kiếm cách gì đi. Ừ. Không phải như vậy, phải dạch cỏ như này nè. Mình xin lỗi, mình chỉ muốn giúp thôi mà. Không sao, cho tụi mình nhạy cảm quá thôi. Thứ gì cũng phải đặt đúng chỗ mới yên tâm được. Chỗ này có lá cây, 1, 2, 3, còn có đá nữa, 1, 2, 3. Không thể để khủng long khác biết chỗ này có trứng được. Stu, Rusty, hai người như vậy có ổn không? Hai người không biết mình có quần thâm mắt sao? Phải đó, mình cũng không ngủ đủ giấc nên mới có quần thâm mắt. Đành chịu thôi, tụi tôi không biết bay như cậu, không thể làm tổ trên cây được đâu. Chỉ cần là trên mặt đất đều rất nguy hiểm, không thể lơ là chút nào được. Vậy để tụi mình bảo vệ ổ trứng này cho. Hai người nghỉ ngơi chút đi. Không sao đâu, có ai đứng trước trứng của tụi mình thì càng khiến tụi tôi bất an hơn đó. Các cậu rời đi là giúp tụi mình nhiều lắm rồi. Gì kỳ vậy? Vì bảo vệ trứng mà không được ngủ luôn hả? Mình muốn giúp Tu và Rusty nhưng tụi mình không có cách nào hết sao? Nhìn bọn họ mệt mỏi thiệt đó, quần thâm mắt cũng to nữa. Cho dù chỉ giúp bọn họ nghỉ ngơi một ngày cũng tốt rồi. Mau đưa cho bọn ta. Hình như là Stu và Rusty họ đã xảy ra chuyện gì hay sao đó. Những nhà thám hiểm lên đường. Pin sức mạnh xanh biến hình. Sức mạnh màu hồng biến hình. Thuyền máy lốc xoáy đáng yêu. Tomo, sức mạnh màu xanh biến hình. Xe nâng siêu mạnh. Red, sức mạnh màu đỏ biến hình, xe đua tốc độ biến. Hey. Nga. Giao trứng ra đây, chỉ cần giao trứng ra thì tụi ta sẽ không ra tay với các ngươi. Mau giao trứng ra đi. Không được, đây là trứng của tụi mình mà. Stu, Rusty, tụi mình tới rồi nè. Các người coi đây, trứng khủng long ngon nhất thế giới ở đây nè. Đúng đó, ngon hơn trứng của tụi mình nhiều. Nếu các cậu bắt được thì mình sẽ cho các cậu ăn. Trứng là của ta. Khủng long bạo chúa xuất chiêu. Các cậu phải chia nhau ăn chứ. Tụi mình sẽ chia nhau ăn. Được rồi, vậy mình sẽ để bánh ở đây cho các cậu. Cho ta với, của ta chứ. Đồ này đã hơi đại rồi mà. Của ta. Đưa mình. Bên mình giải quyết xong rồi, các cậu thì sao? Tụi mình cũng an toàn rồi, mà trở lại đi Rex. Ở đây là Rex. Bên chỗ này tốt thiệt nha. Ở bên ngoài gần như không phát hiện được luôn. Lối vào cũng nhỏ ghê. Mình biết mà. Wow, thấy sao hả? Như vậy là đủ an toàn rồi chứ. Thật lòng cảm ơn các cậu nhiều nha. May mà có các cậu nên tụi mình mới bảo vệ được trứng đó. Đêm nay hai người yên tâm ngủ ở đây đi nha. Tụi mình giúp hai người canh trứng. Tụi mình vẫn luôn không tin tưởng các cậu. Vậy mà sao các cậu vẫn giúp tụi mình vậy? Bạn bè giống dĩ là để giúp đỡ nhau lúc khó khăn mà. Đêm nay có lẽ tụi mình không được ngủ rồi. Stu và Rusty nhìn có vẻ nhiều rất mệt đó. Mình sợ là trứng cũng bị ồn nên đem chúng ra ngoài đi.
Ngủ ngon ghê. Những nhà thám hiểm tài ba, tập 16, Orthoceras và chiếc sừng nhọn. Đây là chuyến thám hiểm đại dương thứ hai. Hy vọng lần này tụi mình sẽ khám phá được nhiều sinh vật biển hơn. Hả? Cái gì vậy? Wow, một con vật nhìn rất kỳ lạ. Có phải con vật không? Nhìn nó giống một loài cây cổ. Mình cũng nghĩ vậy. Tụi mình đến đó xem thử đi. Xin chào. Đừng sợ, tụi con là những nhà thám hiểm tài ba, sẽ không có làm hại chú đâu. Hả? Thật sao? Hả? Chắc chắn. Xin chào. Tên con là Ray. Con là Vicky. Con là Tomo. Con là Pin. Chào các con, chú là Orthoceras. Chào các con. Cái mũ của chú đúng là đẹp thiệt đó. Cảm ơn. Nhưng đây không phải là mũ đâu, mà là vỏ đó. Những nhà thám hiểm tài ba có khám phá được gì mới không? Giáo sư, tụi con đã gặp được một chú Orthoceras. Xin chào. Là một Orthoceras. Đi hay, từ điển bách khoa toàn thư về khủng long. Loài vật này sống và phát triển mạnh ở biển Nguyên Thủy trong kỷ Devon, là tổ tiên của mực ống ngày nay, với đặc điểm là cái sừng hình nón. Nó cũng liên quan đến Nautilus hiện đại. Nautilus? Những con vật nhìn độc lạ. Otos chúng ta luôn tự hào về cặp sừng thẳng đứng trên đầu mình và cả sự chân thành của chúng. Con có thể nói chú nói chuyện như một quý ông. Tất nhiên rồi. Chúng ta rất coi trọng phép xã giao. Đó là lý do mọi người trong gia đình mình luôn rất lịch sự trong lời chào với nhau. Xin chào, hôm nay cậu ổn không? Hả? Cậu đang làm gì vậy? Suýt nữa thì nằm vào mình. Hả? Rồi. Xin chào, chúc buổi sáng tốt lành. Cậu đang làm gì vậy? Cậu muốn đánh nhau hả? Không, không đâu. Ta chỉ muốn nói xin chào với cậu thôi. Không ai dùng vũ khí để nói xin chào hết. Thật là hôm nay người ta giận nên không có ai chào hỏi ta hết. Ôi, có một đàn cá nhỏ ở đằng kia. Các em bé thích mọi người chào. Trẻ con thật là dễ thương. Xin chào cá nhỏ. Các em có khỏe hay không vậy hả? Cậu đang làm gì vậy? Đừng lại gần đây, cậu sẽ làm bị thương các con của ta. Ta chỉ muốn chào hỏi chúng một tiếng thôi mà. Hãy tránh xa ra. Đừng đi. Ta chỉ muốn chào hỏi thôi mà. Chú á to. Con nghĩ sừng của chú làm cho mọi người quán sợ, nên chú phải cẩn thận hơn. Có thể nào chú chào hỏi mọi người bằng cách khác không? Cúi chào là truyền thống của gia đình chúng ta. Ta không thể thay đổi nó được đâu. Tại sao vậy? Chúng ta luôn luôn nên chào hỏi mọi người bằng một cách an toàn nhất có thể. Biết rồi. Chờ một chút, mình sẽ quay lại ngay. Làm vậy có thể giải quyết sao? Làm vậy sẽ giúp chú chào một cách an toàn hơn. Đây, nhìn đi. Đây là gì? Chiếc mũ này nhìn thật là vui nhộn đó. Nó sẽ đảm bảo cho chiếc sừng của chú và giúp nó bớt đáng sợ hơn đối với những sinh vật khác. Đây là một ý tưởng tốt. Mặc dù hơi buồn cười, nhưng ổn thôi. Miễn là ta có thể giữ truyền thống gia đình Osto. Có người đang đến. Đến đó chào hỏi thử đi chú. Được rồi, được rồi. Cô bò cạp biển. Cô bò cạp biển ơi. Xin chào, cô bò cạp biển. Ta thực sự rất xin lỗi cô. Cô ổn không vậy? Cô bò cạp biển à? Anh đang làm gì vậy? Ta rất xin lỗi. Chú ý không có ý đâu. Chú ý chỉ đang cố gắng chào hỏi thôi. Thật là thô lỗ mà. Cô ấy thực sự nói ta thật thô lỗ. Ta đã bôi nhọ bộ mặt của gia đình rồi. Không phải đâu chú Otto. Chú chỉ đang cố gắng chào hỏi mọi người thôi. Đó là sự hiểu lầm hơi lớn một chút. Chú đừng có quá buồn về nó. Cứu ta ơi. Cứu ta với. Hả? Cứu ta với. Chuyện gì vậy?
Đó là Dindersteel, một con cá lớn với hàm răng đáng sợ. Tụi mình phải đến đó giúp đỡ cậu ấy. Những nhà thám hiểm tài ba, lên đường. Pin, sức mạnh xanh biến hình. Hơi. Vicky, sức mạnh màu hồng biến hình. Tomo, sức mạnh màu xanh biến hình. Red, sức mạnh màu đỏ biến hình. Dừng lại, đang cô áo tía. Các người là ai? Chú khủng long nhỏ này là tụi ai? Tụi ta là những nhà thám hiểm tài ba. Hãy tránh xa Anomalo ra. Người không sợ hàm răng của ta sao? Ta là bạo chúa của biển cả. Ta là con cá đáng sợ nhất. Răng của nó thật là đáng sợ. Pina, đừng lo lắng. Tụi mình sẽ cùng nhau đối đầu và cùng nhau đánh bại được đăng của Altius. Đánh bại ta thật là nực cười. Bữa tối của ta, chờ ta một chút. Ta sẽ chơi đùa cùng các người trước. Pin sẵn sàng quăng lưới. Hả? Các người đi đâu hết rồi? Những cái răng của nó rất sắc đó. Mọi người cần phải cẩn thận. Tụi mình cần bàn chiến luôn. Hãy nhanh chóng tập hợp lại. Chút nữa chúng ta sẽ làm như vậy nè. Nè, con cá xấu xí kia, hãy đến bắt ta đi. Cái gì? Người dám nói ta xấu xí? Đứng lại. Vicky, tăng tốc độ. Đúng là thật không tệ, nhưng các người sẽ không thoát được đâu. Đừng chạy. Đừng chạy. Người không thoát được đâu. Trán của ta đau quá, đau quá. Ta sẽ không tha cho các người. Không phải cậu nói nó sẽ bỏ chạy sao? Đúng vậy, mình tưởng rằng nó sẽ bỏ chạy, nhưng bây giờ nó lại càng tức giận. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể di chuyển nhanh dưới nước giống như là Vicky. Thủ lĩnh, thấy rồi. Chú ô tô. Ngươi là ai? Ta tìm kiếm ngài khắp nơi, thật là vui, cuối cùng cũng được gặp lại. Cái gì thủ lĩnh? Ngươi đang gọi ta là thủ lĩnh hả? Đúng vậy, ở dưới biển ai ai cũng biết đến ngài hết. Có hàm răng đáng sợ, với những chiếc răng siêu chắc khỏe, sức mạnh vô biên. Ngài là thủ lĩnh của vùng biển rộng lớn này đó. Ta đoán đúng vậy. Cuối cùng cũng được gặp ngài. Hãy để ta bày tỏ sự kính trọng đây. Hãy cúi đầu trước thủ lĩnh của người thủ đi. Thủ lĩnh, ta tên Osto, với chiếc sừng rất ngầu. Xin chào. Trời ơi, rất xin lỗi, ta không cố ý đâu. Không, không cần cúi đầu chào ta đâu, ta không cần đâu. Hồi đó không xứng với chiếc sừng nhọn của ta. Chú thật tuyệt vời, chú một mình đánh bại con cá đáng sợ đó. Đúng vậy, chiếc sừng của chú thật là tuyệt vời. Không có ai bị thương phải không? May mắn tất cả đều ổn. Chiếc sừng nhọn của chú Otto thật sự đứt đi. Đúng vậy, nhưng ngoại trừ việc chào hỏi mọi người. Ta biết, ta sẽ nhanh chóng thay đổi cách chào hỏi.
Vũ nói không thể thay đổi mà. Vì ta muốn sống hòa đồng với mọi người xung quanh, nên từ đây ta sẽ dễ tay thay vì cúi chào. Còn chết sừng thì sao? Ta sẽ dùng chống lại kẻ xấu.